Vâng, em chào tất cả các bác. Sau đây em test hai bộ mic SM58ULXB4 gửi cho hai bác ở Thanh Hóa. Đó là anh Thêm và anh Sơn đã theo dõi kênh và xem cho mình mỗi người mỗi bộ mic xua ULXB4 SM58 để hát hò cho nó thoải mái, nó sướng, đỉnh cấp. Hát Tết thì xua này thì quay quần bên gia đình hết ý rồi nha các bác. Đây là những phụ kiện của nó, đây là những cái body của hai sản phẩm. Cái này là cái rau phát sóng này, nhận sóng ấy, gắn phía sau em chưa gắn, và dây kết nối này nó kịp theo hết nha các bác. Rồi, giờ em sẽ test từng sản phẩm nha các bác, nào lấy liên hệ cho em. Thì bộ mic SM58 thì bên em đang phân phối là giá 8 triệu 200 là bao gồm cái body, còn nếu các bác nào không lấy cái body, cái này hát cũng được nha các bác. Cái này mà các bác thấy thường thường như thấy những anh mà MC á, em đeo cái gì phía sau lưng á, hay là dắt cái phía sau lưng á, nó lòi lòi lại cục này này, nó cắn cắn với treo á, lòi áo lên lại cục này nha các bác. Còn cái này là đeo lên tai, nó alo luôn, nó nói chuyện luôn nha các bác, thật là cái hát luôn vẫn tốt. Đây em sẽ test từng sản phẩm, tất cả ngon lành hết, điện 100 đến 120V nha. Lực 1 2 3 4 5 6. Lực 1 2. Này ok, một tay mic nha. Tay thì đẹp như nhau hết nha các bác. Cái thứ hai. 18. Lực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lực. Rồi thì cái này nó cũng vậy nha, cũng alo alo 1 2 4, chúng ta cũng thể hát được. Cái này hát cũng y như cái đó luôn, không khác gì trơn. Những cái này thì tiện hơn, nó không phải cầm tay đấy, đeo vào sau lưng, và cái này đeo lên cái lỗ tai đấy, tôi giấu dây trong trong người mình á, nó giống mày da này không phát hiện được nha các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Các bác cứ theo dõi kênh của em, bên em chuyên phân phối những mixer đã đẩy công suất và những dòng loa xịn âm ly bãi cao cấp, hàng luôn luôn là tuyển chọn kỹ lưỡng nha các bác.